xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn hôm nay lại trở lại với kênh của Giang Búp Bê Mỹ Don Shop nha. Thì các bạn có thấy hôm nay chủ đề của mình sẽ là quay khui review một em búp bê nào không? Thì đây. Lời đầu tiên xin cảm ơn các bạn đã ghé lại kênh của mình. Xin tự giới thiệu, mình tên là Giang. Và kênh YouTube này của mình tạo ra với mục đích đó là chia sẻ những cái clip khui review và unbox những em búp bê. Với mục tiêu đó là khi quay một em búp bê khui ra và để sưu tầm ở trên kệ búp bê của nhà mình á, thì mình mong muốn rằng mình sẽ quay lại một cái clip ngắn khoảng từ 20 phút đổ lại. Thông thường thì mình chỉ quay trong vòng khoảng 15 phút thôi ạ. Và mình sẽ up lên cái clip này với mục tiêu đó là các bạn sẽ có những thời gian giải trí ngắn ngủi và có những cái feeling cảm xúc vui vẻ cùng với mình khi vào trong kênh và cùng ngắm nghía việc khui, việc unbox những em búp bê này. Thì với mong muốn như vậy, bởi vậy nên định kỳ hàng tuần mình sẽ up clip vào thứ ba, thứ sáu và tối chủ nhật hàng tuần vào 21 giờ. Thì khi các bạn có thời gian, mời các bạn ghé lên xem nha. Nếu các bạn thấy thích kênh của mình á, thì các bạn hãy nhấn subscribe để khi mình có cái clip mới thì YouTube họ sẽ tự động, người ta sẽ phát thông báo tới cho bạn đó. Thì hôm nay mình đã set up một cái góc như thế này và mình sẽ khui một em Rainbow Shadow mới, một em Shadow 2 mới về. Thì mình đã có một clip cũ vào tuần trước, vào thứ sáu tuần vừa rồi. Thì ở trong đó mình đã review về cái box của 6 em Shadow. Thì hôm nay mình sẽ khui một em này ra nè. Trong cái series của 6 em thì mình ấn tượng với em này và cái chàng trai này. Thì chàng trai này mình sẽ khui vào một cái clip tiếp theo ha. Đây là dòng Shadow 2. Trong series Shadow 2 gồm có 6 búp bê ạ. Thì gồm có 5 cô bé và một chàng trai. Thì ở trong cái clip cũ mình có giới thiệu sơ với các bạn, đây là một cái học viện, đây là một cái trường nằm phía bên kia đường của cái học viện. Thì trong cái học viện nó gồm có 3 trường, thì đây là trường thứ 3. Thì trường thứ nhất đó là Rainbow 2, một trường nữa là Pacific Coast và đây là trường Shadow 2. Thì ở trong cái năm học này, những cô nàng, những cậu bé sinh viên của học viện này á, cảm thấy rằng á, là không thích cái việc mà Rainbow 2 quá ư là nổi bật, quá ư là xâm chiếm mọi cái, thâu tóm mọi cái giải thưởng. Bởi vậy nên họ quyết định họ sẽ xuất hiện nhiều hơn, họ sẽ bước ra ngoài ánh sáng để người ta cũng muốn thể hiện rằng là cái nét đẹp, cái vẻ đẹp của trường họ như thế nào. Họ sẽ không có chấp nhận đứng trong bóng tối như những năm học trước nữa nha. Đó là một cái câu chuyện được kể trong cái bộ phim series của Rainbow 2. Thì các bạn có thể lên đó để xem những cái video clip của hãng nữa, cũng khá là thú vị. Rồi đây, trong cái series này gồm có 6 người, ai cũng rất là fashionista luôn ha. Đây mình sẽ quay phía trước cho bạn xem này. Đây là tên của cô nàng, Chanel ha. Nhìn phía bên ngoài cô nàng này cực kỳ cá tính nè. Vì sao mình chọn cô nàng này? Tại vì thứ nhất đó là cái cảm xúc của mình khi nhìn vào cô nàng này, mình cảm thấy thích nhất luôn. Vì nhìn vừa xinh, vừa cá tính, vừa có chút bánh bèo, vừa có chút nổi loạn. Và đặc biệt là cái màu da của cô nàng rất ư là đặc biệt, đen, đen nhất trong cái series luôn. Và cả cái bộ đầm cũng ấn tượng đối với mình luôn. Một bên này là một cái phong cách đầm dễ thương, bánh bèo. Còn bên này là một cái phong cách rất ư là gì ta, cũng cá tính nè, đồ da nè. Và cái phần crop top phía trên. So với những cái dòng cũ Rainbow á, thì cái set đồ này nằm phía bên này. Còn đối với Shadow 2 thì set đồ nằm phía bên phải ha. Nó có sự khác biệt. Còn về body cơ thể thì giống nhau, đều là có khớp, đều có khớp ở những vị trí như nhau hết. Và size cỡ thì cũng như nhau hết. Với set đồ thứ hai này á, là cũng có một cái set đồ và có bốc giày ở phía dưới ạ. Còn này là in hình ha, in hình nè. Đây là một thiết kế mở bóc ra. Thì có cái tay cầm chỗ này nữa. Tay cầm ở đây.
cái thiết kế mở ra thế này á, trông thì rất là đẹp. Tuy nhiên nó có cái khuyết điểm, đó là mình sẽ khi vận chuyển mình dễ bị mốt ở cái phần này lắm luôn ấy ạ. Nên là để vận chuyển một cái bóp này từ Mỹ về, mình cũng phải có sự cẩn thận và có sự chuyên nghiệp trong việc đóng gói. Và việc đóng gói di chuyển đi, mình cũng phải cẩn thận để giữ cái này nó không bị vỡ. Cái tông màu khi bạn thấy trên những cái set đồ này á, nó thiên về tông đen, xám trắng, màu bạc, gray màu bạc nữa ạ. Bởi vậy nên là nhìn vô một cái tổng thể rất ư là màu sắc rất ư là gì nhỉ? Rất ư là thiên về cái hơi bóng tối. Tông màu của bóng tối. Đây. Ta-da-ta-ta. Đây. Bất kỳ một cô nàng búp bê nào khi bạn khui ra khỏi hộp thì cái nét thần thái của búp bê sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Trong hộp thì tất nhiên rồi, không có cái sự thần thái vốn có. Búp bê được cố định trong hộp bằng những cái dây ở vị trí này, thì mình sẽ cắt ra cũng khá là nhanh. Mình muốn quay luôn cái phân cảnh quắt cắt này nè. Phải công nhận một điều là cái cảm giác lúc mà inbox một em búp bê nó rất là sung sướng luôn. Các bạn á, mỗi lần có những cái phần thưởng nào cho bản thân mình á, thì có thể tặng mình một cái, các bạn có thể tặng cho chính mình là một em búp bê nè. Cũng là một cách để động viên bản thân là ta-da. Một cô nàng đen ơi là đen. Trời ơi, dễ thương cực kỳ luôn. Cái này là rác ha, mình bỏ đi thôi. Đây là chiếc lược nè. Chiếc lược này màu đen có chữ Shadow, SH Shadow á. Màu đen. Chải được luôn nha. Đáng yêu quá luôn. Eo ơi, thích quá luôn. Cực kỳ thích luôn. Rất ư là thích luôn nha. Sai hello. Xin chào các bạn, mình là Chanel, mình đến từ học viện Shadow 2, mình có tên là Chanel. Yeah. Đây. Đừng nghĩ rằng một con búp bê màu đen là sẽ không đẹp. Cái sai lầm của những người mới chơi búp bê đó là búp bê màu đen trông ghê quá. Phải một búp bê màu hồng, màu da trắng rồi đó thì mới là đáng yêu. Đó rất là ư là sai lầm. Khi mà bạn chơi càng nhiều á, thì cái sự quyến rũ bạn chắc hẳn sẽ là một búp bê đen. Và bản thân mình cũng vậy đó. Lúc đầu á, khi mới chơi á, mình sẽ thích một em da trắng, tóc dài, mặc đồ màu hồng. Tuy nhiên nguyên cái series này á, thì mình bị quyến rũ bởi cô nàng này quá ư luôn. Đầu tiên phía trên này không có keo nha. Trên này không có keo nè. Trên này không có keo tóc, mình chơi luôn không cần phải xả keo. Ở phía dưới này có chút keo nè, có chút keo dính vào đây đó, thì mình sẽ dùng chút nước ấm mình xả ra thì nó sẽ đẹp thôi. Tuy nhiên lúc này mình chưa có chải được. Trên này ai thấy không, bạn thấy này, trên này là có một cái cột tóc màu đen, và chỗ này là cái charm. À, rồi cái line nè, đây cái line tóc màu trắng nè, có chút màu sáng nè, thì chỗ này cũng có line nhựa màu trắng ha. Rồi chỗ này lại có màu đen nữa nè, đó giống như tóc mai á bạn, thì đó. Ôi đáng yêu quá, không thể nào cưỡng lại được cái vẻ đẹp này luôn. siêu cưng luôn nha. Hai cái bông tai nè, bông tai màu đen, bông tai màu đen có pha ánh xám, và trên này có pha ánh xám nè. Mắt
mắt nè, thủy tinh, lai mắt màu trắng, hàng lông mi rất là dài, lông mi em rất là đẹp và đều ạ. Lai mắt bạn thấy không? Bạn đây, búp bê có kẻ lai mắt màu trắng nè. Nhìn vô rất là xinh luôn, có mặt miệng khóe miệng cười ha. Môi màu đỏ, đỏ bầm luôn. Môi có màu đỏ bầm luôn. Để xem. Khuôn mặt rất là xinh ạ. Phía sau là in tên hãng MGA. Chỗ này cô nàng đeo một cái vòng tay. Bên này thì không đeo vòng. Cổ xoay được, xoay được ha. Phía sau tóc như thế này ạ. Hai cái dây áo. Rồi. Khớp. Có khớp chỗ này, khớp đôi. Chỗ này cũng khớp đôi luôn ạ. Để xem ở body như thế nào nha. Cái dây nịt nè. Dây nịt. Một cái dây nịt nhỏ nhắn và rất ư là xinh xắn luôn. Dây nịt. Body phía trên nè bạn. Như những em Rainbow 2 khác thôi ạ. Là trên này là body như thế này. Và chỗ này là sơn ạ. Và chỗ này thì có khớp xoay được. Đó bạn thấy không? Body là tương tự như những em Rainbow 2 khác thôi. Chỗ này là khớp đôi nè. Đó. Chắc liệu nhựa, nhựa chắc chắn nè bạn ơi. Một đôi vớ chân rất là đẹp luôn. Bạn thấy không? Đây đôi vớ chân. Cá nhân mình cực kỳ thích đôi vớ chân này. Đôi vớ chân là rất là điệu đà nè. Ren ở đây. Đó, ren ở đây. Có nơ ở đây nữa. Cực kỳ xinh nha. Tóc thì có lay màu nữa nè. Lay màu từ phía trên xuống. Để xem xét đồ này nhé. Gỡ ra. Gỡ ra nè. Gỡ ra. Gỡ ra nằm trong cái hộp. Này cũng nằm trong cái hộp này. Mình gỡ ra chỗ này. Cái hộp thì khác hơn so với những Rainbow 2. Thì Rainbow 2 chỗ này là mình sẽ gỡ ra. Mình gỡ cái nhựa này ra. Còn đối với dòng này thì mình kéo ra. Khác nhau, có sự khác nhau trong đóng gói. Đây là một set đồ. Set đồ này. Đây cái chân váy ạ. Chỗ này là những cái nút giả nè. Những cái nút giả, túi giả, túi mây giả nè. Rồi, đây là chất liệu nhựa ha. Chất liệu da ha. Chỗ này là chất liệu da nè. Có những ánh kim tuyến, đường mây màu xám. Rồi tông đen đó, xám, đen, trắng. Cái này là màu trắng nữa nè. Chỗ này là đính hình giống như một bông hoa. Và xung quanh là cũng đính luôn. Dây bằng da, một chiếc áo bằng da. Wow, chiếc áo này xinh lắm nè. Chiếc áo này cái tay nè, cái tay nhúng nhúng hình hoa. Rồi cái dây kéo. Dây kéo này là cũng giả bộ hang chứ không có kéo được ạ. Đó. Rồi mình sẽ bận cái này vào. Mình bận cái áo này vào và mình khoác cái áo này. Rồi cái xếp giày sẽ là cái đôi này ạ. Thiết kế bóc thì có sự khác so với dòng kia ha. Cái này là thiết kế dạng mở ra. Còn cái dạng kia là mình mở cái phần nhựa mình mở ra. Rainbow 2 là mình mở phần nhựa ra. Còn này là kéo ra này. Đây ạ. Đây mở ra rồi nè. Một đôi cao gót màu đen và có ánh trắng xám. Chà. Bởi vậy mới thấy có sự kết hợp rất là hài hòa luôn ấy ạ. Kiểu như là một cái bộ đồ phía trên này nó đã rất là nhiều họa tiết, nhiều cái họa tiết nhìn rối mắt. Thì ở dưới sẽ nhả lại là một cái đôi giày cao gót đơn giản mà có chút ánh bạc, xám bạc ở đây để phối lại một bộ đồ rất là xinh xắn luôn. Cực kỳ đáng yêu. Bên này thì cũng có sự
phối hợp rất là hài hòa ha, từ cái tông từ trên xuống dưới luôn, đáng yêu vô cùng. Đây sẽ là một em Shadow 2 được yêu thích lắm luôn. Với lại cái chất liệu nhựa màu đen này á, so với những cái nhựa mà cái da màu trắng ơi là trắng như em này á, thì cái này khó bảo quản hơn. Cái mặt khuôn mặt này, cái màu nhựa nó trắng lắm đó. Nhìn vô những cái vết dơ nó sẽ dễ thấy. Còn em này đen bao luôn, rất là thích luôn mấy bạn ơi. Sau đây mình sẽ lại đi ra ngoài và chụp hình cho cô nàng này nha. Mình sẽ chụp hình em này và mình sẽ phối cái set đồ này vào để chụp cho em những bức hình thiệt là xinh luôn. Mời các bạn xem tiếp những cái hình tiếp theo mình để ở phía sau clip nha. Và cảm ơn các bạn này. Nhờ các bạn nếu mà thích và yêu thích cái kênh của mình và cái video clip này á, thì mời bạn nhấn like, share, comment giúp mình nha. Để theo cái thuật toán của YouTube á, thì những cái clip nào được nhiều người like sẽ được nổi lên, để cho những người yêu Don như chúng mình nè sẽ biết tới kênh của mình và cái cộng đồng yêu Don tại đất nước mình ngày càng phát triển hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn này. Và chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau. Mình sẽ quay tới em này, một chàng boy. Cảm ơn và hẹn gặp lại.